Chào các bạn, hôm nay tôi kỹ sư Vũ Thảo Nguyên sẽ chia sẻ với các bạn là cái dây chống tĩnh điện này này. Bên trong nó có cái gì? Thì một số kỹ thuật viên ấy, người ta đeo cái này và người ta kẹp vào thiết bị, hoặc là ở một số cái phòng mà để lắp ráp thiết bị, người ta có thể dán cái này xuống đất hoặc nối vào một số cái tấm thảm cao su ấy, để cho người sử dụng ấy là nó chống được cái tĩnh điện gây ra hư hỏng cho thiết bị. Thì cái dây này thực ra nó trông thì nó như này thôi, nhưng mà nó rất là đơn giản. Bên trong nó có cái gì nhá? Đây, tôi sẽ sử dụng một cái đồng hồ đo vạn năng, và chúng ta sẽ đặt một que đo vào đây, vạn thang đo điện trở. Đây nó là hàng mega ohm ấy nhá. Đấy. Đây tôi sẽ đặt xuống đây cho nó đo cho nó chính xác. Đó, nó đo được 1,44 mega ohm. Đấy. Thì thực ra cái dây chống tĩnh điện này này, nó chỉ là một cái dây và nó hàn vào đầu hai đầu của một con điện trở thôi. Nhưng con điện trở nó có thể là từ vài mega ohm, từ khoảng 1 mega ohm cho đến 2 mega ohm. Các bạn nếu mà trong cuộc sống ấy, các bạn không có điều kiện mua những cái dây này này. Thực ra những cái dây này nó chỉ một sợi dây điện như tôi đã nói, và nó hàn vào hai đầu con trở, có giá trị là khoảng 1 đến 2 mega ohm, và là chúng ta đã có một cái sợi dây chống tĩnh điện rồi để cho thiết bị rồi. Thì hôm nay mình dừng clip tại đây chia sẻ các bạn. Chúc các bạn thành công.